Hello everyone. How are you today? I'm good, thanks. Because of COVID, we can't go to school to study together. But you don't worry, because there are many interesting lessons when you study with me. Are you ready? Yes. Our lesson today is Starter, Back Together. So, I would like to invite all of you listen and sing the song with me. Now, let's go. Family and Friends, Special Edition, Grade 5 Student Book by Naomi Simmons and Tamsin Thompson. Copyright Oxford University Press, 2016. CD 1. Listening 1. Listen and sing. We're all back together. Do you like the song? Yeah, I really like this song because it's so cool. Now, before the lesson, you should prepare a notebook, a pen, or a pencil. Look at four pictures here. Do you remember all the students here? They are Max and Amy. Today is the first day at school. They will tell their teachers something about themselves. Now you will listen and read. Listening 2. Listen and read. Welcome to fourth grade. I'm your new teacher, Miss Wells. I'd like you all to tell me something about yourself. Who's first? My name's Max. I like reading and learning about everything. That's great, Max. I have a younger sister. Her name's Holly, and she's in second grade. She likes listening to music and playing with her toys. And my Australian cousins are here too. Amy is in this class. Look. Hello, Miss Wells. I love taking photos and playing sports. My other cousin is Leo. He's 12. He really loves skateboarding, and we do lots of things together. Great! And do you skateboard together? Well, he skateboards, and I read books about skateboards. After listening to the conversation, you will practice speaking. You will ask and answer about four students in the picture. They are Max, Amy, Holly, and Leo. Sau khi mình nghe xong đoạn hội thoại, bây giờ cô mời các bạn sẽ cùng nhau thực hành hỏi và trả lời về bốn người bạn Max, Amy, Holly và Leo. Các bạn sẽ dựa vào những động từ người ta cho sẵn để trả lời câu hỏi cho cô nhé. For example, what does Max like doing? Max thích làm gì? Để trả lời được câu hỏi này, các bạn hãy đọc kỹ lại những câu nói của Max trong bức tranh. My name is Max. I like reading and learning about everything. So the answer is he likes reading. Anh ta thích đọc. So now,
It's your turn. You will answer some of my questions. Are you ready? Take out your notebook and write down your answer. Bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhau thực hành mẫu câu hỏi và trả lời. Các bạn có thể sử dụng tập của mình để viết câu hỏi ra giấy nhé. Question number one. What does Amy like doing? Look at the picture. Hello, Miss Will. I love taking photos and playing sport. So, the correct answer is she likes taking photos and playing sport. Do you have the same answer with me? Congratulations. Let's move to question number two. What does Holly like doing? Look at the picture again. She likes listening to music and playing with her toys. The correct answer is she likes listening to music and playing with her toys. Good job. The next question, number three. What does Leo like doing? To answer the question, you have to look at the picture again. Picture number four. Matt said, well, he skateboards and I read books about skateboards. So the correct answer is he likes skateboarding. Good job, everybody. Let's move to another part, can't and can't. Chúng ta sử dụng động từ can và can't để sự cho phép. Look at example. Can I watch TV? Tôi có thể xem TV được không? Yes, you can. Vâng, bạn có thể. Or no, you can't. Không, bạn không thể. Let's do a small exercise to fill in the blank with can and can't. Cô mời các bạn lấy tập và viết ra để chúng ta cùng nhau thực hành bài tập. Điền vào chỗ trống với chữ can và can't. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Khoa và ba của bạn ấy. Bạn ấy đang xin ba mình có thể làm được một việc gì đó hoặc là không thể làm được một việc gì đó. Question number one. Can I play some games on the computer, please? Con có thể chơi game trên máy vi tính được không ba? Sorry, no, you, I'm working on the computer. Dad, but you listen to your new MP3 player or you watch this DVD. Khoa, I'd like to watch the DVD. I watch it in here. Dad, no, you I'm working here. You watch it on the DVD player in the living room. Khoa, okay, Dad. Now, everybody, let's write down your answers in your notebook. Bây giờ cô mời các bạn viết đáp án của mình ra tập nhé. Sau đó các bạn sẽ so sánh đáp án của mình với đáp án của cô. Now, let's do it. Let's check your answer with my answers. Number 2, can't. Number 3, can. Number 4, can. Number 5, can. Number 6, can't. Number 7, can't. Do you have the same answer with me? Yes, congratulations. Good job, my student. Now, let's move to another part of our lesson today. Look at the picture. Can you guess where is it? Bây giờ nhìn vào bức tranh, các bạn có thể cho cô biết nơi đây là đâu không? Yes, maybe it's in the supermarket or in the shop. Khi đến siêu thị hoặc cửa hàng tiện ích, người bán hàng thường hay hỏi các bạn câu hỏi như sau. What would you like? Bạn muốn cái gì? Bạn thích cái gì? I like an apple. Tôi muốn một quả táo. I like some milk. Tôi muốn một ít sữa.
Các bạn hãy chú ý chữ un và some ở đây cho cô nhé. Take note, ghi chú này các bạn ơi. Some sẽ sử dụng cho món ăn số nhiều, không đếm được, hoặc là chất lỏng như sữa, nước, nước ép, vân vân. Un sẽ đứng trước món ăn có chữ cái, bắt đầu là you, e, o, a, i, hay cô thường đọc tắt là ủi ủi đó các bạn. Ví dụ một quả táo, quả táo bắt đầu bằng chữ a, nằm trong ủi ủi, cô sẽ sử dụng an apple. Egg bắt đầu bằng chữ e, nằm trong u, e, o, a, i, cô sẽ đọc một quả trứng là an egg. Trường hợp còn lại, chúng ta sẽ sử dụng chữ a cho những cái món ăn với số lượng là một nhé các bạn. Practice time. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành mẫu câu. What would you like? I'd like a and some blah 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 blah, please. Ở đây chúng ta hãy quan sát những món ăn ở trong khung cho cô nhé. Noodles, bread, meat, cheese, milk, ribs and cereals. Đối với những món ăn này, các bạn nên kết hợp chữ some đằng trước món ăn nhé. Các trường hợp còn lại, chúng ta sẽ sử dụng chữ a và chữ an để nói về số lượng của các món ăn và chú ý trường hợp uể oải mà cô đề cập ở phần bên trên nhé. Do you want to play games? Yeah! So now, we will play a small game to review the question, what would you like? And a, an, and some. Are you ready? Yes, let's go. The first question is, what would you like? I'd like noodles, please. A, an, or some in this answer. No, we cannot use a here. We cannot use an here. Let's go. Some noodles. Chúng ta sử dụng some ở đây bởi vì noodles là số nhiều nha các bạn. Good job. The next question. What would you like? I'd like melon, please. An, some, or a, everybody. Let's give me your answer. An. Some. No. And the correct answer is? We use a here because melon, just one melon. Một quả dưa chúng ta sẽ sử dụng a. Next. What would you like? I'd like milk, please. Some or an? Show me your answer, please. Milk. Sữa. Sữa là chất lỏng cho nên chúng ta sẽ sử dụng some trong trường hợp này nhé các bạn. Next question. What would you like again? I'd like egg, please. Some or an? Your answer is a. No. Some. No. An. Egg, quả trứng, bắt đầu bằng chữ e, nằm trong trường hợp u, e, o, a, i, hay cô thường hay đọc là uể oải, cho nên các bạn sẽ sử dụng an ở đây để diễn tả một quả trứng. Congratulations! The next question, what would you like? I'd like potato, please. Which one you choose, a, some, or an? Give me your answer. You can use a here because potato is singular noun. Chúng ta có thể sử dụng a ở đây bởi vì potato, một củ khoai tây là số ít nha các bạn. Chúng ta không thể sử dụng some and
congratulations if you have many same questions like me, because you understand our lesson today a lot. Chúc mừng những bạn có cùng đáp án với cô ngày hôm nay nhé. Các bạn có thể hiểu được bài học rất là kỹ, cho nên các bạn đã có những câu đáp án rất là tuyệt vời. Chúc mừng các bạn. Now, let's review some parts of our lesson today. Hôm nay chúng ta học được rất nhiều nội dung trong bài học. Đầu tiên, câu hỏi ai đó thích làm gì? What does he like doing? Or what does she like doing? Kế đến, chúng ta ôn tập lại cấu trúc với chữ can và can't, chỉ sự cho phép có thể hoặc không thể làm gì. Chúng ta ôn tập lại a and some. Some dùng cho những món ăn số nhiều hoặc số ít, hoặc có thể là chất lỏng. A and sẽ dùng cho những món ăn có số lượng là 1. And sẽ đi với những món ăn bắt đầu bằng chữ UEOAI, hay mình đọc tắt là uể oải. Và chúng ta lại ôn tập tiếp câu hỏi What would you like? Bạn muốn gì? I'd like, please. It's the end of our lesson today. So, this is your homework. Now, let's review our lesson today at home and do homework. Các bạn hãy nhớ ôn tập lại những nội dung bài học đã học với cô ngày hôm nay nhé. Và hãy làm bài tập về nhà ở trong hai file mà cô đã đính kèm cho các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Goodbye. See you next time.